Xin chào các bạn, hôm nay mình có mấy con Rubik muốn review giới thiệu sơ với các bạn. Thì trên tay mình là một con dạng giống như là một cái hai kim tự tháp chụp vào nhau đó. Nó giống như là nó là một cái viên tám mặt octahedron. Các bạn có thể nhầm lẫn với lại các cái con mixup, mà thật ra con này là con 3x3, nó không có mixup gì hết. Đó, giả sử nó quay qua giữa nè. Không có quay được, đó, không quay được gì hết. Nó là viên 3x3 thôi. Cái tầng 1 nè. Tầng 2 này, tầng 3. Đó. Đây, đây là R nè, đây là R, đây là L nè. F nè. Thì nó có các tâm nè, có hai cái tâm này bốn màu, góc nhọn như vậy. Rồi các tâm này là cái tâm hai màu. Đó, cục cái viên hai màu nè. Đây là các viên cạnh. Rồi, nhỏ nhỏ này là góc. Đây cũng là cạnh. Cái này là cái ngay cái góc của cái hình này, nhưng mà nó là cái cạnh. Bốn cái cạnh lớn. Rồi mặt này tương tự. À, con này 3x3 thôi các bạn. Dễ lắm. Nhưng nhìn rất là đẹp, nhỏ. Con này là của hãng QG. Rồi. Thì một viên này nó cũng giống giống nè, nhưng mà nó là mix up. Kỳ trước mình đã giải một con tương tự, nhưng mà ở đây nó có 4 viên à. Con này nó rất là nhiều. Ở đây có cái đỉnh này là 1, 2, 3, 4, 5 viên ở giữa lận. Thì đây là mix up nè. Mix up mà mix up nhiều. Cái cạnh nó cắt ra nhiều nhiều cái. Mix up. Để mình coi nó là cái viên nào ở trong này, dán lại đây, nó là viên này, octahedron mixup 30 à, là số 2. Bữa trước là mình giải cái con này nè, con này là octahedron mixup 2 plus. Này coi thử xem. Này dặn không được. À, đó. Mix up nè, bên này nữa, bên kia nữa. Tôi thấy nó có vẻ lỏng lẻo, không biết là nó. Rất là đẹp nha các bạn. Cái body là body màu cam trong suốt. Đó. Đó cái dạng. Rồi. Cái hộp rất là đẹp nè. Viên này là viên 3x3. Nó dán cái dạng thiết cơ này, nhưng mà nó là của hãng Rubik. Dán ba mấy cái con. À. Một mặt như vậy thì nó dán cái con vật là cái con rồng. Nhưng mà nó là hãng Rubik tiếng Nhật không. À, chính hãng nè, original Rubik product là sản phẩm chính hãng của Rubik. Câu quanh ở chỗ này mở ra, nó có hai cái chỗ này dính lại. Đây, ở đây nó có cái
cái bằng keo để mình mở hộp ra luôn nè. Cái sách hướng dẫn tiếng Nhật không? Nó có cái đế Rubik luôn. Đây. Đây. Body đỏ. Cái này dân sưu tầm thích lắm, nó có nhiều màu. Chính của nó đây.